dẫn theo dõi trạng thái đơn hàng, kiểm tra hóa đơn điện tử, theo dõi báo cáo tích lũy. Tại màn hình trang chủ, nhấn chọn biểu tượng đơn hàng. Chọn đơn hàng cần theo dõi và nhấn chọn xem chi tiết. Tại chi tiết đơn hàng, hiển thị thanh theo dõi trạng thái của đơn hàng, bao gồm ngày đơn hàng chuyển trạng thái, tên trạng thái và tình trạng thanh toán đơn hàng. Đối với đơn hàng đã thanh toán thành công, ứng dụng sẽ xuất hiện hóa đơn điện tử cho khách hàng. Bạn vào chi tiết đơn hàng đó, chọn biểu tượng hóa đơn ở góc trên bên phải màn hình. Thông tin xuất hóa đơn điện tử sẽ được hiển thị. Ứng dụng TV Farm Store còn tích hợp thêm tính năng theo dõi báo cáo tích lũy qua các đơn hàng và theo từng chương trình. Bạn có thể dựa vào báo cáo để đưa ra các phương án mua hàng phù hợp để đạt các phần thưởng của mỗi chương trình. Để theo dõi báo cáo tích lũy, bạn thực hiện theo các bước. Tại màn hình trang chủ, nhấn chọn biểu tượng tài khoản và chọn báo cáo tích lũy. Chọn thời gian xem báo cáo theo tuần, theo tháng hoặc theo quý. Lúc này, nội dung báo cáo sẽ hiển thị các thông tin, hạn mức đăng ký, hạn mức hợp đồng bạn đã đăng ký với TV Farm, tích lũy hiện tại đã được ghi nhận, hạn mức còn thiếu để đạt được phần thưởng của chương trình tích lũy, tổng phần thưởng sẽ đạt được khi đủ điều kiện của chương trình tích lũy. Bây giờ, bạn có thể tận hưởng đặt mua thuốc và các sản phẩm của TV Farm một cách dễ dàng, nhanh chóng, thông qua màn hình nhỏ trên chiếc điện thoại. TV Farm Store, vươn tầm trải nghiệm dược phẩm số,